Xin chào tất cả các bạn đến với Lọ Lại. Hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn đàn bài Maria Jamu của Richard Clayderman. Các bạn đã mua cuốn mà Piano Romantic Piano Song Collection rồi thì các bạn mở trang 43 để theo dõi và tập luyện ở nhà cho nó tiện lợi nha. Rồi bây giờ mình sẽ đàn qua câu intro, sau đó sẽ hướng dẫn các bạn tập. Bài này được viết rất nhiều dấu số chỉ nhịp ha. Nhịp 44, nhịp 78, 68, 12, 8. Có hai dấu dáng là si dáng và mi dáng và một số dấu bình, các bạn để ý nha. Rồi mình sẽ đàn qua câu intro nè. Một số bài thì các bạn chỉ cần đàn câu intro mà vượt qua được thì khúc sau các bạn tập rất là dễ. Rồi tay phải nè, các bạn để ý nhé. Tay phải có một cách nhớ là nó sẽ đi hai nốt đôi một lần với nhau. Son son la la, son son la la xí xí, đàn ngón này nhé các bạn. Son son la la xí xí, la la son son, re re xí xí, son son fa fa, mi mi re mi fa mi. Mi mi fa fa son son la la fa fa do do mi mi re re do re mi re. Đó, khúc cuối các bạn đàn lên như vậy nè. Đó. Rồi, tay trái. Tay trái một là các bạn đàn ngón giữa, hai là ngón này. Ngón giữa thì đỡ phải rướn ngón tay hơn. 1 2 3 4 1 2 3 4 son re si re si re si re son re si re si re si re do son mi son fa do la do la fa do la do la si re re. Rồi re fa la do các bạn lại hoặc nhấn cũng được không sao cả. Rồi ghép này mình sẽ ghép chậm nha, ghép chậm để các bạn nhìn. Ở ô nhịp đầu tiên thì các bạn nhớ đàn nốt cuối cùng này nó sẽ vô nốt son nha, đàn xong nốt này mới vô nốt son. Son son la la si si la la son son re re si si son son fa fa mi mi re mi fa mi 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 fa fa son son la la fa fa do do mi mi re re do re mi re. Đó, có một cách dễ ghép nữa là nó sẽ đi một nốt tay trái là hai nốt tay phải ha. Đó, các bạn để ý như vậy nha. Rồi bây giờ vô phần tiếp theo ở dưới thì nó cũng đơn giản ha. Tay phải này, re son si re do re son si re do re son si mi re mi son si mi re mi mi re mi mi fa fa son re. Các bạn để ý có chỗ mà dấu nốt bi có dấu bình thì có nghĩa là trở về bình thường, đàn bình thường không có đàn dấu dáng nữa ha. Dấu bình là mất tác dụng của dấu thăng hoặc dấu dáng, đưa nốt nhạc trở về cao độ bình thường. Rồi lần thứ hai thì cũng đàn như vậy nhưng nó sẽ cao hơn một quãng tám. Son si re do re son si re do re son si mi re mi son si mi re mi mi re mi mi fa fa son re. Rồi ghép luôn ha. Ở dưới thì là son re si re si re si re son si re do son mi son fa la do si re la son. Rồi mình sẽ đàn chậm nhé, các bạn nhìn dễ ghép này. Son si re do re son si re do re son si mi re mi son si mi re mi mi re mi mi fa fa son re lên một quãng tám. Son si mi re mi son si mi re mi mi re mi mi fa fa son re re
lục xuống ăn rưỡi. Si rê rê mi mi đồ lá son lá đồ đồ rê rê si si son pha son si si đô đô là rê đồ rê. Rồi tay phải, tay trái các bạn nhìn mình ghép chậm rồi ghép luôn, mình khỏi hướng dẫn riêng tay trái làm mất thời gian của các bạn. Rồi ghép này, si rê cái chỗ giống nối, giống nối thì mình kéo dài trường độ của nốt trước ra nốt sau, không đoạn nốt sau si này. Si rê rê mi mi đồ lá son lá đồ đồ rê 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 si si son pha son si si đô đô là rê đồ rê. Đó rồi các bạn đợi một xíu ha. Rồi qua phần tiếp theo nè. Tiếp theo hàng dưới là si 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 đô đô si la son pha pha son pha rê si 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 đô đô si la son pha pha son pha son. Rồi chuẩn bị ghép tiếp phần sau, mình ghép chậm luôn nha. Si 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 đô đô si la bình thường, xin lỗi các bạn la bình thường nha. Lại nè, si 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 đô đô si la son pha pha son pha rê si 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 đô đô si la son pha pha son pha son. Rồi tiếp tục phần sau mình sẽ đàn luôn, nó lặp lại nhưng mà nó đàn khoảng 8 nữa các bạn. Si này, si 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 đô đô si la son pha pha son pha rê. Rồi chuyển ngón y chang lần trước. Tiếp tục lần thứ hai, si 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 son pha pha son pha son rê si rê son si. Rồi tiếp tục đàn mình sẽ ghép luôn, nó lặp lại giống lần trước. Rê son si rê đô rê son si rê đô rê son si mi rê mi son si mi rê. Mình đàn lại chỗ này nhớ các bạn, đàn lại nè. Rê son si rê đô rê son si rê đô rê son si mi rê mi son si mi rê mi mi rê mi mi pha pha son pha son rê. Lên một quãng tám, rê son si rê đô rê son si rê đô rê son si mi rê mi son si mi rê mi mi rê mi mi pha pha son rê si 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 đô đô si la son pha pha son pha rê son pha pha son pha son. Rồi đàn khoảng 8 tiếp. Si 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 đô đô si la son pha pha son pha rê si 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 đô đô si la son pha pha son son. Đó, phần sau thì nó đàn lại intro và lặp lại y chang như lần đầu vậy các bạn. Các bạn nhìn trong sách thì các bạn tập luôn ha. Mình sẽ hướng dẫn tới đây, phần sau người ta lặp lại tiếp nè.
son, mình sẽ đàn câu này để các bạn thấy à. Re si re son si. Đó, rồi người ta đàn lại từ đầu cho đến hết bài thôi. Rồi, các bạn tập nhiều để có kết quả tốt. Chúc các bạn thành công.